tôi làm cái nước trước thầy đứng trước đây cho nó sạch. Thấy thấy rồi đủ rồi thầy, đủ không thấy không? Đấy, đúng thầy luôn đúng rồi, đúng rồi. Thầy cái đứng đây này mình quay cái quay lên rồi 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 thấy được rồi đó, tranh trong đống tiền nè, động tác chỉnh cái tay rồi. Cái này là tôi này làm cái động tác cột lại nghiêng đùi vừa sức mình, sức mình tới đâu nghiêng tới đó, tiếp đó là nó tăng nghiêng nhưng phải thở đều, không có đùi xong đứng thẳng, thế nên nó không ổn định đứng chờ nữa. Rồi lòng cá tiếp là bây giờ ha, để bây giờ đẩy sâu xuống. Cái chỗ này thẳng thẳng là tiếng chí. Há miệng nó lại ở đây này, cái gót là điểm này. Đó, thẳng rồi. Ở đây rồi. Nó lắng xuống. Nó bị phân xuống rồi. Xong thực kế thứ hai thực mới là giơ tay lên nè, tay để chồng giơ cái tay phải để chồng, nó có nguyên do cho mình chồng từ là vậy mà nó thẳng như thế nào để thẳng góc bây giờ mới để dịch ngửa rồi. Xong rồi rút vô là hết hai chất. Xong rồi rút vô. Hai người gọi hai đứa đi xuống dưới đi. Vô cách ly hai người sao vậy rồi. Không biết.
đẩy yếu quá đâu, đẩy sao đẩy xuống coi nè, đẩy xuống coi đó là đứng này đâu đứng thẳng đó nè, còn ngửa ra ngửa người đó người ngửa người đó đó rồi cơ thể thẳng lại cái này thì dìu xuống thì mình nhìn thấy ấn mạnh xuống ấn mạnh chân xuống nè nhóm cái con này ngửa ra đẩy tay xuống đẩy tay xuống nè nhóm không chỉ ngửa ra cái con trộn đi vô ví dụ không tiếp hay nó đã hay nó được cho con mặn hay thì tay đứng vòng quá thì dụ thẳng thôi mềm ngửa ngửa cong cái gối này cong nữa cong cong người sập cong nữa đứng cái năm đầu cũng chân sao đứng cái gót năm đầu cũng chân mà nè cái này đứng cái gót nó nhón gót lên nó cao quá bị sập là cái ngón chân sao nó ngước từ ngoài đâu cho nó ngước chân này vậy mà vậy mà đấy sao nó kỳ vậy. Thì nó quên rồi. Quên đứng năm đầu ngón chân. Nè ngón chân đứng nè, bởi vì nó mới tè ra để ngón chân nó đứng nè. Nó mới kì kì cái chân cực. Nè, đó sao? Chứ mình đang tương gì thật nặng cũng được. Mà sao em tập em tái khí này chạy đi lại. Thôi cái tập từ từ đó. Nhón gối lên, không có gối. Rồi như này anh giờ anh bưng cái gì lên con. Anh giống như bưng như này. Anh bưng cái tay lên. Đó, đứng như nào cũng được. Kéo lên ngửa người ra. Kéo, kéo lên. Lúc nãy ổng dồn lên hai con khí. Ngửa cổ cong, càng cong càng tốt đó. Đó, đó, vậy đi. Mà này mua ra mất khí chứ. Mất rồi, cái tưởng tượng dở. Thôi quên nó tưởng tượng rất là mạnh. Nó chạy khí lên rồi. Chạy cái nào mà sai cho mày trọng á. Ừ, đây. Ấn vô á. Nè. Chỉ đủ chúng ta sao, mình tập quen. Không phải, thầy ấn vô em mới cảm nhận thì mua em mất thôi. Rồi, giờ mình ấn vào thì có một cò này. Thì được, khánh gian coi này. Năm cầm bước lên nhớ nhóm thì nằm đứng như lao động chân bước kéo lại cái mặt lên đó ngửa cổ lại đó thấy không thấy càng cao hơn thấy không rồi làm mình thấy là thấy không có cái gì không thấy rồi không thấy cảm nhận không cảm nhận trời ơi thầy ấn cho em chỉ có cảm giác ở cái bàn tay thôi chứ nó chưa chạy lên tới đây luôn á ngồi xuống tới đây cái gì ngày đầu tiên luôn mẫu giáo một ngày nó cảm nhận học chết mẹ luôn mấy cả tháng sao có người tập cả tuần sao mới thấy tập hoài mới thấy mình cứ vậy thả lỏng thì kiểu người anh ta ngửa ra càng nhiều ngửa nhiều ngửa càng nhiều ngửa cong nữa thôi sợ anh té rồi phải giữ chặt ngửa ngửa lên ngửa nữa rồi ngửa nữa mới giữ lại đó có người nó rút ra mình sẽ thấy thật là cái gì đó anh thấy đã hồi đứng đi đó rồi thấy giờ thấy rồi. Ừ. Nó đứng bí mạng cho chạy rồi đứng lên nó vô rồi này thấy không thấy không cái gì cái miếng xịt ra không thấy đúng không thấy giờ không thấy rồi đó cái gì xịt ra khi chạy đúng giờ cái xịt cái nước nha mà ông làm ở đó cũng cảm nhận được thì về nhà anh kiếm cái sự công ở đó anh cảm nhận thì phải cái cỡ này mới thấy cái của anh cảm nhận ở đó mới thấy. Anh thấy không? Thấy nó có gì á? Mà khi nó chạy qua cái chân trước này cái nó uống nó hò mà cái lúc anh thấy nó chạy nó thoải mái này cái cầm hết cái đầu ở đây nó hết chịu này thì nó không thấm anh đứng chờ ông này sao có nên anh có thì sao này ông hơn ông có anh thấy tức là chỗ xong rồi của anh nó vướng cho nó thành anh ho đó cái khúc phổi này nó vướng cho nó chịu vướng khí đó thì tập cho nó qua anh là thổi anh nhiều nhiều lại đã ok đấy không ngon là không ngon đâu không tập được cái ông thổi ngon ha ngon nữa đó tập ngửa là cái thấy liền tập trúng là cái thổi nó chảy nước ra mà không cần uống cái lưỡi kỳ lắm nó tự nó xịt cái gì á là nó đi được vòng á nó gọi là một vòng khí tiểu châu phi nó đi được cái là không phải là cố đẩy lưỡi vô tự làm cái gì lắm nó thấy sảng khoái dễ chịu vậy thôi chỉ cần nó sảng khoái dễ chịu hiện ra rồi môi nó hơi chu nhẹ ra mà không phải dùng lực nó kỳ lắm không phải là bưng cái gì nặng lắm nó chỉ là vươn giãn ra hết rồi vươn cho nó giãn ra gần cốt ra rồi đứng hồ đồ nó thầm thầm nó đứng nó này chào kiểu một cái tâm mới một cách ai cảm nhận được thích con thì không hồi nãy cảm nhận được mấy thứ kia không có hôm nay làm phát ông cảm nhận được ông khoái rồi mấy thứ kia cũng vận dụng giống kiểu đó tập sẽ thấy nó giống nhau.
là một một thức được rồi, mấy thức kia nó hơi hơi vậy, ừ, tối là nó giữ một khi còn cái trong người nó muốn xin chi gì thay đổi đứng lên đứng kiếm ăn một ăn đúng rồi thôi đừng đứng hồ đứng hồ rồi đã sai rồi ta biết thẳng gì luôn à. Ừ. Không có vẻ là gì đâu. Đó. Ừ, cái cổ tay cho rồi. Đó, ngửa ra. Thẳng góc cái cổ tay thẳng góc. Rồi nó ngửa ra. Giống như đó, rồi ngửa ra, tôi níu là níu tay tôi tưởng là tôi níu là cái bắn của tay thôi á. Rồi ngửa là nhóm chân lên, rồi anh níu vô. Anh níu là tôi dùng lực ra rồi tôi đã thẳng tay đó, tôi chọn công chứ thẳng, thẳng tôi chọn cho giữa nó xin cái sạch tay anh nhát. Thẳng tay đâu, nó vậy đâu, rồi giữ đấy. Nếu mà anh rửa tay đừng gồng, anh thả lỏng hết người ra. Anh níu cái tay tôi, đu cái tu như tay tôi nè. Tôi dịch. Đu như thế, đu cái tay tôi nè. Rồi đu vô. Đó, anh rửa đi. Rồi đó, được rồi. Đó, mới thấy, bây giờ ra mồ hôi chụp rung cái tay xuống chụp dép cho cháu rồi. Xịt mồ hôi khác rồi. Đó, anh thấy không? Xịt mồ hôi rung rồi, rồi bây giờ mồ hôi tôi thả ra, rồi mồ hôi ra rồi. Là khi em thả ra cái đầu mình ra hết cỡ luôn rồi hả? Ừ, cái từ từ ra hết cỡ. Hết cỡ nó nát hết cỡ đó là được ra. Cái xịt cái mồ hôi ra, cái bệnh bẻ nó ra mồ hôi. Cái xịt dưỡng rồi. Vậy là nó khó chịu. Mà nó có cầm không? Vậy là nó cảm thấy sao? Vậy là nó cảm thấy sao? Ờ, cái ở nhà chiếm về em thì tự chế. Dạ. Hay không? Anh sẽ tự chế nhà có sự dây làm. Đúng rồi, nên em kiếm sự dây luôn. Ở luôn người về sau không cần cái đó nha. Dạ. Quen rồi, nó không cần sự dây tập cầm. Bởi vậy nó cầm thật chứ. Nếu tôi dịch lên tập, bây giờ có một thầy cũng tập nhanh là vậy, có thầy cũng cắt đầu cũng hiểu. Rồi anh về nhà tự tạo cái công cụ để tập cho mình thả bỏ. Ủa này, cái này thấy là khí chảy mặt đây rồi. Hỏi anh này cũng biết cái này, nó xem là khí chảy mặt đây. Không biết lúc đầu biết rồi. Nếu đi chảy mặt này thì nếu thì sẽ thấy được nó đừng có nghe người ta. Rồi người ta rồi. Rồi nói cho tôi sợ té, mẹ nói rồi. Nói cho đu vô cái gì mình nhát vậy. Ngay nữa đu vô tay cho tay dễ chịu lắm. Đó, đúng vậy, thả lỏng cơ thể đã đứng hồi một cái. Thả lỏng thế là tu hết thẳng trong người này thôi, đứng thả lỏng này thở đều. Ok không? Rồi bây giờ rồi ngưng ngủ đây. Đó anh cứ nằm được cho anh nằm một tiếng rồi nằm cứ đã thư giãn thoải mái. Ngón góc rồi nha. Đó, chạy cái gì mà hơn. Ngón góc rồi đó, thấy không? Bắt đầu tiếng chạy chạy đã. Nó giống như thả lỏng này giảm hết toàn thân ra khỏi chịu. Anh phải để cho mình kéo một chút. Đó. Bác hội thấy cái xịn hôi đây bà. Nước miếng mà muốn ra vậy bà. Tự nhiên cái yên không hồi thấy. Được rồi. Rồi chưa thấy, chưa thấy. Sao chưa? Chưa thấy. Xịn nó lâu quá. Chưa thọc. Dạ. Trời nó tập tích quá. Chưa thở đâu. Khổ thở đâu. Có cái xịn nó đang hướng vậy đó. Anh đứng luôn ngoài hôi. Cái tập đích của hắn giờ tập từng chục lần như ông này là hắn có sai thầy dạy ở đây đâu anh chứ không thầy là phải đi trên điều nó có em nói nha từ đầu thầy nói đó là phải học với thầy hai cái sáu điều vô em không có thuyết minh vậy đâu em thuyết minh đúng tập đều có mấy có công nhận có như anh nhưng mà tôi chỉ là bây giờ anh biết chặt về rồi tuần sau nó thấy nó bắt đầu quên cái gì cho đi bây giờ mấy thứ nào anh không cảm nhận được anh nói với thầy lên thầy nghe đừng làm để em cảm nhận cho được cái đó nó vô hình khó biết đó, cái người tôi biết. Anh thì gai được sống rồi, nên là anh tập đi. Gai thì không gai. Gai đó. Thế tập thôi, thầy ông nóng cái nỗi sinh tế đi, làm sao phải. Thầy, giữ dung tay anh em thôi. Thích rồi, thích rồi. Rửa đi, nó sạch đây. Không. Rồi, rửa đi, đu vô. Đó, giống như đu vô phiên mạnh mà đu vô, thả lỏng níu vô trong cửa. Dẻo nữa càng đau càng mạnh. Hết rồi. Đó.
đứng dậy nhón cái bóng đi chút xíu, cái bóng cần phải đỡ đứng thở cơ đều cái bóng được một à đó đã ấy cơ nào đó, bây giờ ông khóa hồi nãy ông chưa đi ông chuyện tập là bây giờ ai biết tao chưa ông còi là vô phụ rồi không trả rồi trước là mở ra cái tay cứ mở ra tăng mà nhịp tim hơi tăng rồi chắc chưa đúng không thầy thở không thở không nhịp tim nó vẫn tăng không sao hết nhưng mà cái có cái khí trong mình là khí bát thầy tăng lên lên 300 luôn mày đâu có vậy nó huyết áp vào 300 mà tao không thấy gì hết mình tức là mình không thấy cái giống như huyết áp cao quá ha cứ tao đang cứ bình thường mà nãy nó cao vẫn không vậy thấy gì hết sao mình mang theo cái máy đo huyết áp cứ gắng là nó lên cao á của người ông mới bán thì nếu mà huyết áp được cao bình thường anh choáng thì còn này nó không có choáng không phải khi mà thấy nhịp tim nó tăng kệ nó tăng rồi kệ nó không sao cái đó phải huyết áp phải khí nó tăng nóng và phà rồi thắng được nóng người thấy nó giải huyết nó giải cái tăng bằng cái nhiệt rồi còn cái huyết áp không có tăng gì cả đúng rồi ừ cái khí mà tăng lên là nó bị xả lên nhịp tim lên mà không mà hơi nó có tăng là không sao mà nhịp tim không lên mà không tăng là gì cả là huyết áp lên là nhịp tim cái nhịp độ nó không tăng là vì huyết áp còn khí nó tăng lên thì nóng lên là nó giả gì không thầy em đứng vậy này ngửi vậy là đau cái cổ xem chứ không có kêu không kêu à giờ sao giờ sao thì còn bây giờ tập các bài rồi đó cái này không đó bên này bên này không cái bài rồi không phải đâu cái này ngày hôm nay hả cái này bị khổ rồi đó đó này bây giờ sẽ tập sau này cái nọ tập bài bài tập tập thì phải siêu âm cổ còn thôi tập bài rồi phải tập quay còn em tập bài này em hơi bị đuối rồi do em bị khổ cái khổ anh bị sợ bị thay cái miếng sắt nào thì nó khó hơn người ta em vẫn tập được vẫn tập được em không chịu bảo cổ được bây giờ quay cổ quay giờ nhìn xuống đất nha, giờ đứng nhìn xuống đất nha, độ nhìn qua cái chân tượng kia, quay rồi nhìn cái chân tượng trên này, nhìn chân tượng này, nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn cái chân tượng này, nhìn đó làm vậy không? Chân cắt là thua. Anh nghe cắt theo động tác nữa anh kiểm tra mà, anh để tay nè, thẳng tay nè, nó cái anh nhìn theo bàn tay nha, anh nghe quá trình như vậy.